Sau ngày hôm nay, Manchester United của tôi sẽ đánh bại mọi đối thủ. Đó chính xác là lời tuyên chiến đanh thép của huấn luyện viên Erik ten Hag đến với phần còn lại của Premier League khi ông và các học trò vừa tạo nên cuộc lội ngược dòng kinh điển trước Aston Villa tại Old Trafford. Chưa bao giờ người ta thấy thêm 10 lại cứng đến như vậy, dù chỉ mới là 3 điểm tạm thời giải quyết được cơn khủng hoảng. Chiến thắng sau khi bị dẫn đến 2 bàn của MU thực sự gây bão, và lời lẽ đầy tự tin của ten Hag lại càng khiến dư luận rúng động hơn nữa. Với báo chí, cổ động viên và người trong cuộc nghĩ sao về màn ngược dòng không tường của MU trước Aston Villa? Sau đây, các bạn hãy cùng tôi, biên tập viên Mạnh Tài đi tìm hiểu câu trả lời nha. Khác với những lời giải thích cho chiến bại trước đó, lần này Erik ten Hag có quyền tự tin với chiến thắng ngược dòng đầy ấn tượng. Phát biểu của ông luôn là tâm điểm sau mọi trận đấu của MU và màn thư hùng Boxing Day trước Aston Villa đêm qua cũng không phải ngoại lệ. Chúng tôi cạnh tranh với Arsenal, với Liverpool. Nếu đạt phong độ tốt nhất, MU có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Hãy tin tưởng ngay cả khi bị dẫn 0-2. Hãy tiến lên về phía trước, thể hiện cá tính và hôm nay chúng tôi đã làm được. Nhiều người không thấy điều đó mà chỉ đánh giá kết quả. Tôi biết trong bóng đá, quan trọng nhất là kết quả và bạn bị đánh giá dựa trên kết quả. Nhưng với tư cách là một huấn luyện viên, tôi phải xem tất cả màn trình diễn của toàn đội. Người ta có thể biết sau những lời tuyên bố hùng hồn này, hành trình còn lại của mùa giải ở MU sẽ ra sao? Duy trì phong độ ổn định hay lại rơi vào vòng lặp lúc thắng lúc thua như thường lệ? Nhưng ít nhất, Erik ten Hag có thể vui trước đã. Dưới ánh sáng của một thời đại mới mang tên Sir Jim Ratcliffe, ông đã có món quà ra mắt giới chủ và đến đúng vào dịp Boxing Day. Chiến thắng của MU trước Aston Villa còn ghi lại dấu ấn với bàn thắng đầu tiên của Rasmus Højlund tại Premier League và sau trận đương nhiên là cảm xúc trực trào được phát tiết từ tiền đạo người Đan Mạch. Tôi đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi. Tôi có lẽ là người hạnh phúc nhất hành tinh hiện tại, như mọi người đã thấy khi tôi ăn mừng bàn thắng. Cũng dễ hiểu cho cảm xúc thăng hoa của Højlund. Anh không ghi bàn trong 1026 phút đầu tiên ở ngoại hạng Anh, cho đến khoảnh khắc đặc biệt vào tối ngày 26 tháng 12. Thậm chí trung phong Quỷ Đỏ đã khóc sau khi xé lưới Emiliano Martinez. Đó là một sự giải tỏa không chỉ cho Højlund mà cho chính Erik ten Hag với bài toán nan giải trên hàng công đã ám ảnh thêm 10 kể từ đầu mùa. Chính thủ quân Bruno Fernandes cũng cảm nhận được niềm cảm hứng với pha lập công từ Højlund. Chúng tôi thực sự cần điều này. Là một tiền đạo, anh ấy cần ghi bàn. Chúng tôi muốn các tiền đạo của mình tự tin để ghi nhiều bàn thắng hơn. Anh ấy biết mình sẽ gặp áp lực. Anh ấy chơi cho một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Rasmus Højlund phải làm quen với điều đó. Tôi hy vọng anh ấy sẽ nổ súng nhiều hơn nữa vì chúng tôi thực sự cần anh chàng này tỏa sáng cũng như những tiền đạo khác trong đội. Đối với các huyền thoại của MU, cuối cùng họ cũng đã có sự ôn hòa hơn ở những phát ngôn. Thậm chí sau chiến thắng trước Aston Villa, cựu hậu vệ Patrick Evra còn lên tiếng bảo vệ Onana, bất chấp tuyển thủ Cameroon bị chỉ trích do sai lầm ở bàn thua đầu tiên. Nhận định về bàn thua đầu tiên của Manchester United trước Aston Villa, khi Andre Onana mắc sai lầm và để bóng lăn vào lưới sau tình huống đá phạt trực tiếp của John McGinn, Evra đã chia sẻ như sau. Nó phụ thuộc vào phong cách của thủ môn. Nếu bạn có Thibaut Courtois trong khung gỗ, cậu ấy sẽ lao ra để cản phá quả đá phạt đó. Nhưng tôi đã chơi bóng cùng Edwin van der Sar với David De Gea, họ sẽ không bao giờ lao ra như vậy. Mọi người có thể chỉ tay và nói đó là lỗi của thủ môn, nhưng tôi nghĩ vấn đề chỉ là phong cách thi đấu của thủ môn. Ngoài binh vực Onana, Evra còn ca ngợi màn ngược dòng quá đỗi tuyệt vời của MU. Nếu bạn không xem trận đấu mà chỉ nhìn vào kết quả khi Aston Villa dẫn trước 2-0, bạn sẽ nghĩ rằng MU lại toang rồi. Nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi đã nói về sự hiệu quả trong khâu dứt điểm và MU đã tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng. Sau một phút cuối, họ đã đưa ra những quyết định sai lầm và MU đã làm nên điều không tưởng. Như lời của Evra nói, mọi chuyện diễn biến với MU như một chuyến tàu lượn siêu tốc mà ngay cả những người hiểu Quỷ Đỏ như anh cũng chẳng thể nào hiểu được viễn cảnh Quỷ Đỏ có thể tạo nên cuộc lật đổ. Xin chào, lại là mình đây, Mai Anh Tài đây. Trong thời gian tới, ekip bọn mình sẽ mang đến cho anh em món ăn tinh thần mới mang tên Huấn luyện viên Mai Anh Tài Discovery. Đây sẽ là nơi anh em tìm thấy mọi thứ ngoài bóng đá, ngược dòng lịch sử, nói chuyện với Tuần Thủy Hoàng, hóa thân thành thám tử đối đầu với Jack the Ripper, cùng Armstrong bay vào không gian khám phá vũ trụ hay thử làm người giàu. Khám phá thế giới, giải mã bí ẩn, góp nhặt kiến thức thú vị. Hãy subscribe để ủng hộ chúng tôi nha. Tất cả đang chờ đợi anh em tại Huấn luyện viên Mai Anh Tài Discovery. Còn với báo chí thì sao? Đương nhiên sẽ không còn những làn sóng chỉ trích hay mỉa mai nào xuất hiện như những lần MU chiến bại. Thay vào đó là từ khóa ngược dòng ngoạn mục trở thành spotlight trên các phương tiện truyền thông. Trên tờ The Sun, cây bút Neil Curtis gọi màn ngược dòng của MU là cú comeback cho một bộ phim kinh dị đến Boxing Day. Trong đó, Neil nhấn mạnh vai trò của Garnacho và Højlund
trong 3 điểm kịch tính mà thầy trò Erik ten Hag giành được, nhất là với tiền đạo người Đan Mạch. Khi đề cập đến hình ảnh, cha của Højlund đã khóc trên khán đài khi thấy con trai của mình ghi được bàn. Còn trên tờ Goal, cây bút Richard Martin gợi nhớ lại khẩu hiệu Viva Ronaldo năm xưa bằng cụm từ Viva Garnacho. Trong một ngày mà Garnacho lập cú đúp cứu rỗi MU, anh đã thực sự tái hiện lại hình ảnh gánh tim của thần tượng CR7 của nào. Richard Martin đã nhận định màn trình diễn của Garnacho ở mức 9 điểm, trong đó lời khen có cánh dành cho tài năng người Argentina như sau. Người duy nhất luôn nhận được sự tin tưởng, luôn được xem là nhân tố có khả năng tạo ra bàn thắng nhất, và sau khi bị VAR bắt lỗi việt vị trong gạc tấc, anh ấy tiếp tục tiến lên, kéo MU trở lại cõi chết và hướng tới chiến thắng. Trên tờ ESPN, cây bút Rob Dawson thậm chí còn cho mọi thứ ở tầm vĩ mô hơn khi cho rằng màn lội ngược dòng của MU chính là khởi đầu tươi sáng cho kỷ nguyên mới dưới vương triều của ông chủ Sir Jim Ratcliffe. Trong đó có đề cập đến cái tên Dave Brailsford, thành viên của bộ sậu Sir Jim, lần đầu tiên xuất hiện trên khán đài Old Trafford, đã chứng kiến 3 điểm ngoạn mục mà Quỷ Đỏ giành được. Dave được cho là được quy hoạch cho vị trí giám đốc thể thao ở MU. Còn đối với những ai là cổ động viên của Quỷ Đỏ, họ lâu lắm rồi mình có dịp hả hê với đội nhà. Thắng cảm xúc, thắng thăng hoa và đầy tính chất giật gân của điện ảnh. Chả có lý do gì để các Red Devils thôi từ bỏ niềm tự hào màu áo đỏ trên mạng xã hội. Tài khoản Peter Akamuna Chiona đã bày tỏ sự tôn trọng dành cho câu lạc bộ, đồng thời cũng không quên nhắc về khẩu hiệu Glory quen thuộc, thường xuất hiện trên các bài hát truyền thống của MU, rằng đây đích thực mới gọi là vinh quang của Quỷ Đỏ. Còn tài khoản PK Golden thì mỉa mai hơn một chút khi cho rằng không phải ai cũng có thể đánh bại được Aston Villa, ngay cả đó có là Man City hùng mạnh đi chăng nữa. Đằng này, MU lại làm điều đó một cách khó tin nhất và cảm xúc nhất. Lời bình luận còn thêm câu chúc ngủ ngon tất cả. Và quả thực những ai là fan của MU đã dành cả đêm thức trắng cổ vũ đội nhà đã có giấc ngủ rất sâu giấc sau khi mà đại chiến tại Old Trafford kết thúc. Trong khi tài khoản có tên là Jaber thì mơ mộng hơn khi cho rằng mình đang đắm chìm trong giấc mơ và không tin MU phiên bản vật vã, thiếu sức sống trong hiệp 1 lại có thể thắng được Aston Villa khó chịu trong hiệp 2. Và có lẽ tài khoản này cũng đã đại diện cho các cổ động viên của MU đêm qua. Họ thực sự đã sống trong giấc mơ tại nhà hát với tỷ số bị dẫn trước đến 2 bàn, nhưng đội bóng con cưng vẫn có thể lội ngược dòng theo cách thần kỳ nhất. Có thể nói rằng chiến thắng trước Aston Villa là bản lề cho một kỷ nguyên mới. Đương nhiên nó mang đến nhiều hy vọng chưa được kiểm chứng qua thực chiến lâu dài. Nhưng dựa trên sự tự tin của Ten Hag, phản ứng tích cực từ người trong cuộc, báo chí và người hâm mộ, MU lúc này có thể vui trước đã với 3 điểm ngọt ngào và giàu cảm xúc. Còn chuyện về tương lai của Ten Hag lẫn hành trình của MU mùa giải năm nay, thời gian sẽ là yếu tố định đoạt tất cả.